Lâm Tâm Như bị tố lừa đảo nhiều nhãn hàng, cảnh sát chính thức vào cuộc. Mới đây, ET Today đưa tin Lâm Tâm Như bị cuốn vào thị phi của hot girl mạng tên Holly, có hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram. Cô gái này đã giả danh cháu gái, quản lý và cả nữ diễn viên nổi tiếng xứ Đài để lừa đảo nhiều nhãn hàng. Holly còn lẻn vào đám cưới của tài tử Dương Hữu Ninh và thân mật với cháu gái Lâm Tâm Như để dự tiệc và lấy quà. Sự kiện này Lâm Tâm Như cũng tham dự. Vụ việc được phía Lâm Tâm Như phát hiện sau khi một thương hiệu lớn liên hệ xác minh hợp đồng. Ngôi sao Hoàng Châu Cách Cách đã đăng bài cảnh giác trên trang cá nhân sau khi hàng loạt nhãn hàng và đồng nghiệp trong giới đứng ra tố cáo hành vi giả danh Lâm Tâm Như của Holly để trục lợi. Sau khi bị Lâm Tâm Như vạch trần, Holly hứng chịu vô số lời chỉ trích. Một người tự xưng là quản lý của Holly tên Sang Sang đứng ra nhận trách nhiệm. Sang Sang khẳng định hot girl Đài Loan không biết gì về vụ lừa đảo. Vì để bảo vệ nhân viên của mình, Holly đã gánh vác mọi chuyện. Cô cho biết Holly đã tự tử vì sức ép dư luận. Sang Sang còn đăng tải tâm thư Holly viết cho Lâm Tâm Như. Cô yêu cầu nữ diễn viên ký cam kết để bản thân được trở thành người nổi tiếng. Holly cũng đổ lỗi cho Lâm Tâm Như đã khiến cô chịu bi kịch bạo lực trên Internet, mẹ phải nghỉ hưu sớm để chăm sóc con gái. Tuy nhiên, khi phóng viên các kênh truyền thông liên hệ với Holly để tìm hiểu vụ việc, đại diện Sang Sang và nhân viên tự xưng là thay mặt hot girl giải quyết sự cố trong thời gian cô nằm viện đều không bắt máy. Tài khoản Instagram của Holly cũng được đổi tên, chuyển về chế độ riêng tư. Theo ET Today, cảnh sát đang tiến hành xác minh vụ việc, phía Lâm Tâm Như cũng không đưa ra thêm bình luận. Lâm Tâm Như có một sự nghiệp huy hoàng với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hoàng Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Mỹ Nhân Tâm Kế, Khuynh Thế Hoàng Phi, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Vài năm trở lại đây, danh tiếng của nữ diễn viên đi xuống vì không có dự án tạo tiếng vang, hình ảnh bị đóng khung trong kiểu nhân vật hoàn hảo đến mức vô lý. Giữa năm 2021, Lâm Tâm Như quyết định rời thị trường giải trí Trung Quốc đại lục sau thời gian dài bế tắc. Cô chuyển về quê nhà Đài Loan phát triển sự nghiệp và thử sức với vai trò mới, đạo diễn, nhà sản xuất phim chất lượng cao. Ngọc nữ của màn ảnh Hoa ngữ đầu tư 10 triệu đô la Mỹ để thực hiện bộ phim Hoa đăng sơ thượng. Đây là một trong 10 tác phẩm có kinh phí sản xuất cao nhất lịch sử phim ảnh Đài Loan. Thành công vang dội của Hoa đăng sơ thượng giúp Lâm Tâm Như không chỉ vực dậy danh tiếng, còn đưa cô trở thành thế lực mới trong ngành phim ảnh Đài Loan. Sina nhận xét Lâm Tâm Như có cú chuyển mình đúng lúc vào ngoạn mục. Sen đánh giá series Hoa đăng sơ thượng cho thấy diễn xuất chín mùi, sự mắt tay và khôn ngoan ở vai trò nhà sản xuất của Lâm Tâm Như. Theo ET Today, Lâm Tâm Như hiện là giám đốc chiến lược tại Bayou Digital, công ty sản xuất phim ảnh hàng đầu Đài Loan. Nhận thấy tiềm năng và tâm huyết của ngôi sao Hoàng Châu Cách Cách trong ngành sản xuất phim, Bayou Digital quyết định hỗ trợ trao quyền thực hiện nhiều dự án chiến lược cho Lâm Tâm Như ở mảng điện ảnh truyền hình. Theo Business Weekly, Lâm Tâm Như rất được lòng giới nghệ sĩ và nhân viên nghệ thuật trong showbiz Đài Loan. Cô được đánh giá là đạo diễn tài năng, luôn tôn trọng ý tưởng, tạo điều kiện tối đa cho cộng sự, hiện thực hóa ý tưởng và không ngại thị phi để ra mặt bảo vệ đồng nghiệp khi họ vướng tranh cãi. Sau nhiều tháng nghỉ ngơi, Lâm Tâm Như đã trở lại hoạt động nghệ thuật. Thời gian qua, cô tham dự nhiều sự kiện thương mại. Nữ diễn viên hiện có phim A Light Storm đóng cặp cùng Ngô Khang Nhân ra mắt công chúng. Lâm Tâm Như cũng vào đề cử rút gọn giải Kim Chung ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc. Bộ phim Hoa đăng sơ thượng do cô làm đạo diễn có tổng cộng 11 đề cử, được xem là hắc mã của Kim Chung lần thứ 57.